Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta đi thăm một ngôi chùa cũng tại thành phố Công Châu, tỉnh Trung Trân, Nam Đô, và cũng cùng một ngọn núi luôn, đó là Kê Long Sơn ha. Đó là Kê Long Sơn, và đây là Đông Hắc Gia, đó là Đông Hạt Tự. Đây là một trong những cái học viện Phật giáo Chơ Ni đầu tiên và rất là nổi tiếng ở tại Hàn Quốc này. Thì nếu tính theo cái con đường mà leo núi, đường núi á, thì từ chùa Khập Sa qua đây thì khoảng 3 km đường núi thôi. Nhưng mà nếu mà mình đi đường dài vô thì nó dài chắc khoảng 10 mấy km, nhưng mà cũng nhanh nha quý vị, cũng không có quá xa. Đến hôm nay đang là mùa lễ hội á, cho nên từ tuốt cái đường ngoài vào tới đây á, là rất là đông lễ hội. Hôm nay đây là cái ngôi chùa thứ ba mà đạo tràng hành hương rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? 1 giờ chiều. Là chùa đã thức dậy từ 4 giờ sáng đi hành hương, tới giờ là ba ngôi tòng lâm cổ tự, đến giờ là 1 giờ chiều quý vị. Gần như là thời gian là nghỉ ngơi, ăn uống là không có, ăn là trên xe, rồi xuống là cứ đi hành hương. Mà thông thường quý vị biết cái chùa Hàn Quốc đó là nằm ở trong cái trên núi cao, cho họ là trong công viên rừng quốc gia. Cho nên là từ cái bãi đậu xe mà đi vào trong cái cổng nhất trụ hồi nãy ha, là gần nhất là cũng phải gần 1 km. Rồi từ cái cổng nhất trụ đó mà vào tới chùa nữa thì phải thêm 1 km nữa. Cho bình quân là nói chung đi ra đi về một cái ngôi chùa không là khoảng 4 km. Đó, mà chưa kể là cái quần thể chùa lớn, rồi mình đi vòng vòng, rồi đảnh lễ, rồi tụng kinh, rồi là lại sám hối, thì nó sẽ rất là mất nhiều thời gian. Nó là sáng giờ là đi bình quân một người chắc phải 12 cho tới 15 km là ít ha. Đó, mấy bạn mà phụng sự viên quay phim lên hình, mấy bạn còn phải chạy trước chạy sau đoàn rất là nhiều. Nên là đó, chúng ta thấy cái lợi thế của tuổi trẻ chưa? Để mà già mà đi chùa là hơi mệt nha. Sư cô là tính ra là lão niên nhất ở trong đoàn đi hành hương, là thuộc dạng già cỗi. Giờ tới cái ngôi chùa thứ ba là bắt đầu mệt mệt rồi đó. Đó, phải cầm theo nước tăng lực. Em không có quảng cáo nước tăng lực tại mệt quá. Thường là sư cô thuyết pháp giảng kinh nên là không có uống nước lạnh, nước đá thì lại đặc biệt là không uống. Nhưng mà trong cái lúc mà mệt quá như vậy thì mình phải uống nước để đi tiếp. Đó, nhưng mà Phật tử cô thì vui lắm, các em đã hát 7749 bài ở cổng nhất trụ rồi, bây giờ các em vẫn tiến lên phía trước, dù là các em đã phải thức rất sớm để nấu cơm nấu nước lên xe. Thấy tuổi trẻ mà chịu khó tu chịu khó đi rất là lợi thế ha. Ngôi chùa này thì thành lập năm 724, tức là thời Sinh La thống nhất ha, bởi đại sư Sang Quân. Đại sư Sang Quân thì cũng là một trong những đại sư rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Có một cái câu chuyện vui là khi mà đại sư về đây mà lập chùa thì có cứu được một con hổ. Hổ mà bị sa cơ thì cũng hiếm có đúng không? Mà đại sư thì có nhân duyên đã cứu được một chú hổ, cho nên con hổ này nó kiểu cảm ơn, nên nó đã tha đến cho đại sư 10 cô gái đẹp. Báo ơn kiểu này bằng 10 hại nhau nhỉ. Nhưng mà may là đại sư đây là đạo lực thậm thâm vi diệu rồi, nên là đại sư ý là con hổ là tha cô gái đẹp đến là cho đại sư kết duyên á. Nhưng mà dĩ nhiên là ngài không có dung nạp các cô gái đẹp đó làm tỳ thiếp của mình, mà ngài hóa độ họ để cùng làm bạn đạo tu hành. Thì cho nên sau này khi mà có đệ tử của đại sư trên này, chúng ta đi thêm quần thể chùa thì sẽ có thấy xây một cái cặp tháp gọi là Nam Mê Tháp, tức là tháp huynh đệ, tháp anh em, là nói đến cái tình huynh muội của vị đại sư với lại những cái cô gái mà hữu duyên với ngài, ngài hóa độ cho tu tập đó. Thì năm 724 là bắt đầu thành lập chùa, sau đó là tới năm 900 bao nhiêu quên mất tiêu rồi, mệt quá. Là tóm lại là tới cái thời của đại sư Đô Son đó, cũng là một trong những vị quốc sư thời Sinh La thống nhất, thì chùa được trùng tu tôn tạo một lần nữa. Và chùa này là có cái lịch sử là làm lễ hằng thuận cho hoàng gia đầu tiên ở đây. Đó là một cái lễ cưới của hoàng gia đã được tổ chức ở tại chùa này. Và vị nào mà coi phim Hàn Quốc á, của phim Nữ Vương Son Đót á, thì có nói đến Trung Mông Chu đúng không? Ở cái giai đoạn này thì chùa cũng có rất là nhiều câu chuyện mà liên quan đến Trung Mông Chu. Thì đầu tiên khi mà thành lập năm 724 á, thì chùa không có phải là tên Đông Hạt đâu, chùa lúc đó tên là Thanh Lương, là một cái đạo tràng tu tập theo hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Thì sau khi nhiều lần trùng tu tôn tạo thì sau này cái vị mà hòa thượng mà trùng tu chùa và đứng ra tổ chức cái lễ hằng thuận đầu tiên của hoàng gia đó
thì là mới đổi tên chùa thành Đông Hắc Sa, là Đông Hạc Tự, là vì phía đông của chùa thì có một cái vách núi giống hình con chim hạc, và cũng có một số cái truyền thuyết nói là nó liên quan đến Trung Mân Chu rất là nhiều, cho nên chùa từ đó mới đổi tên là Đông Hạc Tự ha. Chùa thì cũng có rất là nhiều di sản văn hóa lịch sử, nhưng mà cái điểm đặc biệt nhất của chùa thì đó là một cái học viện Phật giáo Ni. Đối với Phật giáo Tào Khe Tông Hàn Quốc thì tất cả các tu sĩ tỳ kheo hay tỳ kheo ni gì thì muốn thọ được giới cụ túc á, thì phải trải qua ít nhất là 4 năm ở học viện Phật giáo. Là 4 năm đào tạo này là đào tạo từ kinh, luật, luận và tán tụng, nghi lễ, mọi thứ, thì để thành một cái vị mà tỳ kheo ni chính thức thì phải ít nhất là trải qua 4 năm đào tạo giáo dục ở đây thì mình mới có cái tư cách để ứng thí để thọ giới tỳ kheo ni. Thì những cái học viện Phật giáo như vậy thì rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, thì những cái học viện Phật giáo ni gọi là danh tiếng nhất thì phải kể đến đó là Unmunsa, đó là Vân Môn Tự. Thì Vân Môn Tự thì không chỉ nổi tiếng ở trong cả nước mà phải nổi tiếng ở tầm quốc tế rồi. Sư ông Làng Mai thì cũng đã có nhiều lần chiếu những cái clip về Vân Môn Tự cho tăng thân Làng Mai xem đó. Thì học viện Unmunsa thì một ngày không thể đi hết và cũng không thể nói hết. Chúng ta sẽ hẹn Unmunsa vào một cái clip hành hương vào mùa thu, tại vì mùa thu là cái mùa đẹp nhất của cây ngân hạnh. Học viện này có một cây ngân hạnh hơn 1.000 năm tuổi và rất là đẹp luôn, cho nên là mình sẽ dành Unmunsa vào những đợt sau. Còn sau Unmunsa thì một trong những cái học viện Phật giáo cho ni nổi tiếng nữa đó là Thung Hắc Sa. Thì ở tại đây chư ni á, ngoài trừ đào tạo kinh, luật, luận các kiểu thì còn có một cái môn học đó là thư pháp và vẽ tranh thủy mặc á. Thì quý vị ni trưởng giáo thọ ở đây, người ta quan niệm là cái việc mà mình viết thư pháp, cái bút tích, cái bút lực, cái đạo lực và cái cách vẽ tranh của mình, nó cũng thể hiện được cái đạo tâm, cái đạo lực, tức là cái nội lực tu tập của mình như thế nào qua từng cái đường nét vẽ. Cho nên cái giờ mà viết thư pháp hoặc là học vẽ tranh á, nó giống như là cái giờ tu thiền của quý sư cô vậy đó. Quý sư cô ở đây thì rất là khéo và kiểu đa tài đa nghệ đó. Có nhiều cái để mình nói. Thôi, đường còn rất xa, mình sẽ tạm dừng lại cho tới khi mình đi lên tới cái cổng tiếp theo ha. Tại vì chùa này á, từ ngoài cái bãi đậu xe mà lên tới cái chỗ mà chạm vào cái khuôn viên chùa quý vị là phải đi bộ khoảng hơn 2 km nha. Mọi người nói là 1,5 km nhưng không phải đâu. Tại vì từ cái bãi đậu xe đi đến cái điểm bắt đầu vào chùa là đã khoảng 200m rồi, mà từ cái điểm bắt đầu đó lên tới cái cổng đầu tiên của chùa trong này là phải 1,7 km, nghĩa là tổng cộng phải hơn 2 km nha. Đó là đi ra đi vô thôi là đã 4 km rồi. Cho nên là vị nào mà có ý định mà đi tham quan Đông Hắc Sa thì phải chuẩn bị, thứ nhất là thể lực, thứ hai là giày dép, trang phục phải thoải mái và thích hợp để đi bộ đường dài ha. Tại vì đây là công viên rừng quốc gia thì cũng không có thể có cái phương tiện nào mà xe chở tới tận chùa được đâu. Nên là, nhưng mà được cái là đường đi rất là đẹp đó, quý vị thấy đó, suối chảy róc rách thông reo, ghế nghỉ chân khắp nơi. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, 1 giờ chiều nó đang nắng chói chang như vậy, nhưng mà nó cũng rất là dễ dàng, dễ chịu ha, không có mệt mỏi mấy. Người nào mà thích đi ngắm cảnh thì lại càng thích luôn á, tại vì đoạn nào nó cũng đẹp hết á. Khi mà hoa nở hoặc lá cây mà nó bắt đầu xanh ra rồi á thì là còn bao đẹp nữa. Rồi, thôi mình hẹn vô tới trong chùa nói tiếp nha. Sư bà nói cái hoa văn đàn tròn này của mình á, là trước khi mà có cái nghệ thuật đàn tròn mà ngũ sắc như vậy nè, thì có một cái loại nghệ thuật đàn tròn là chỉ dùng cái màu vàng thôi, dành cho cái tầng lớp cao cấp như là quý tộc hoặc là hoàng cung mới có thể được dùng. Thì là nó rất là truyền thống, mà cái người mà nghệ nhân mà có thể làm được giờ thì cũng không có còn nhiều. Người mà vẽ cái bản đồ thiết kế cho chùa này thì vài năm sau là cũng qua đời. Cho nên cái người mà biết về cái mỹ thuật này, toàn bộ các hoa văn trên này là vẽ tay đường nét hết luôn á. Và chút nữa hồi nãy cô có nói là cái tháp mà huynh đệ thì ở trong chùa Đông Hắc Sa đúng không, thì đó là hai vị mà tỳ kheo ni ở trong chùa đó đó, thì là vẽ cái then hoa đằng sau cái bức tranh mình thấy sau Phật, gọi là then hoa, tức là tranh Phật đằng sau á. Mà ở đây thường là vẽ 8 vị Bát Bộ Thiên Long đồ để mà hộ thánh chúng. Thì ở đây là đặc biệt cái ánh mắt, cái mắt nhìn á, hai vị tỳ kheo ni vẽ rất là đẹp, cho nên mình nhìn vào cái ảnh Phật tranh họa mà nó rất là sống động. Mình thấy cái màu sắc nó cũng đặc biệt hơn, không có hoa lệ rực rỡ, cái kiểu màu sắc mà nó rất là có một cái gì đó nó kín đáo mà nó cao quý, kiểu quý sự tộc á. Thì chùa đây vốn dĩ có niên đại cũng lâu đó, hơn mấy trăm năm, hơn 200 năm, nhưng mà mới được trùng tu tôn tạo lại bởi ni trưởng trụ trì gần đây đó.
Sư bà giải thích nông Mình khâm có xe thể ngủ nhăng cái gì à. không ghê sống chung từ ngủ nhăng Yeah, với đấy trò vui truyền thông. Mấy cái đấy hoa văn mà truyền thống mỹ thuật Phật giáo thì quý vị biết rồi đúng không? Chỉ có cái nét vẽ, cái màu sắc thì cách pha màu nó sáng tạo ha. Hoa văn rồng ở trong chùa nè sư bà, không chỉ là không biết luôn á, bạn nào không nhìn thấy như sư cô cũng nãy không nhìn thấy mấy con rồng thiệt ha. Thì nó có mấy con rồng vòng quanh chùa, nãy cô nói cái chùa cái núi này là núi Kê Long đúng không? À, thì là cái rồng thăng thiên á, nhưng mà cái rồng mà mình thấy rồng mà phóng lên cái kiểu này là rồng theo kiểu Trung Quốc, còn rồng đây là mỹ thuật rồng truyền thống của Hàn Quốc, giống như mình thấy con rồng thời Lý của nhà mình không? Hôm trước chùa mình có rồng thời Lý nó cũng sẽ khác đúng không? Đây là rồng của Triều Tiên đó, rồng của Hàn Quốc á, thì cái nét nó khác ha, rồng mà vần vũ quanh chánh điện Đại Hùng Điện ở trong này. Quý vị vô coi lại. Quý vị, sau khi chúng ta đi khoảng 2 km thì mình sẽ đến vị trí này. À, đây là bắt đầu vào cái khuôn viên của thôn Hắc Sa. Đây là một quần thể chùa rất là lớn, cho nên từ đường vào á, nói tiếng xa như vậy nhưng mà mình sẽ không có thấy xa và mệt mấy đâu, tại vì suối nó rất là đẹp ha. À, có một vài cái đoạn suối mà đẹp tới độ mà như tuyệt tình cốc mà dừng lại không muốn đi luôn á, ở đây mà cắm trại từ sáng tới chiều chắc cũng không có chán. Đã vậy ở trên đường đi còn qua rất là nhiều chùa, như là chùa Khin San là chùa Cát Tường nè, rồi chùa Di Đà là chùa Mi Tha nè, hoặc là chùa Quan Âm. À, các cái ngôi chùa đó mỗi một chùa đều có một đặc trưng riêng và rất là đẹp ha quý vị. Trên cái con đường đến chùa đây thì mình có thể đi tham quan rất nhiều cái chùa khác nữa, chứ không phải chỉ có một mình Đông Hắc Sa không. Ở đây mình nhìn lên thì phía kia là Đại Hùng Điện, rồi ở đây là một cái Phật học viện Chân Ni, cho nên là cái phần mà giảng đường là cái nơi mà rộng nhất và sẽ được tập trung nhiều nhất, tức là cái nơi mà học học nè, rồi học kinh nè, rồi tu tập nè, tức là cái thời cầu nguyện và gì đó, vẽ tranh thư pháp hoặc là thiền đường của quý sư cô thì mình sẽ bị hạn chế không có được vào. Cho nên là cái ngôi chùa thì quần thể rất là lớn, nhưng mà những cái điểm mà chúng ta được đi tham quan thì không có nhiều lắm, tại đây chủ yếu là một cái học viện ni để đào tạo đó. Như tôi thấy khu vực mà học xá của quý sư cô nè là sẽ không có được vào ha, mình vào những cái nơi chính thôi. Thì cái Đại Hùng Điện ở đây, cái bức hoành phi ở trên Đại Hùng Điện này là bút tích của một vị Yên Trung Son Sen, là một người rất rất là nổi tiếng về thư pháp của Hàn Quốc. Và đặc biệt đó là phía trước chánh điện chúng ta có một cái cặp đèn đá này, nhưng mà cặp đèn đá này rất là đặc trưng là các nơi khác không có, đó là trên cái đèn đá này là khắc hình của Đức Phật Đản Sanh đó quý vị. Đây, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là khắc luôn cả cái câu nói thì ở cái cặp đèn đá mà khắc hình Đức Phật sơ sanh, mà thêm cái câu này nữa thì có thể là thấy chỉ có chùa này mới có thôi, thường là các nơi khác là không khắc vậy ha. Ở đây thì cái nét mỹ thuật đàn tròn truyền thống là còn nguyên vẹn. Ở trước cái chánh điện là mình có một cái tháp, đây là di sản văn hóa luôn, tháp đá 3 tầng. Này, tháp này thì niên đại thì cũng không có quá lâu, nhưng mà niên cái tháp thì không có quá. Ủa con quay phim đâu? Trời ơi, cô không thấy con luôn á. Cái tháp thì quy mô nó không có quá lớn, tức là cũng không có quá cao và cũng không có quá đồ sộ, nhưng mà niên đại thì rất lâu ha. Tương truyền là được xây từ cái năm chùa thành lập đó là 724 tới bây giờ, cũng là thời Sinh La thống nhất, nên nó là một trong những cái di sản văn hóa rất là quan trọng ở chùa. Phía trước chùa thì giờ hai cây mộc liên nó nở rất là đẹp luôn quý vị. Con có quay cây mộc liên đây không, và có cặp đèn đá. Bây giờ chúng ta sẽ vào lễ Phật chánh điện. Ở trong đây thì ngoài cái bức hoành phi là bút tích của một vị nghệ nhân nổi tiếng, thì chánh điện trong đây là thờ Tam Tôn Phật, đó là ba vị Phật ở đây. Thì cái nét mỹ thuật rất là đặc trưng, nét mỹ thuật Phật giáo này là cái nét mỹ thuật kiến trúc tổng hợp của thời hậu kỳ Triều Tiên, đặc biệt là tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong chánh điện đây thì nó có nét đặc trưng khác với các thời kỳ khác. Mình vào chánh điện để xem kỹ hơn. Vô đây con, vô đây luôn, quay kỹ Tam Tôn Phật nè, tượng Đức Phật Thích Ca trong này nó đặc biệt hơn. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Ở đây thì chánh điện cũng thờ Tam Tôn Phật, là chính giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên phải là Đức Phật A Di Đà, bên trái là Đức Phật Dược Sư. Chúng ta thấy là cái nét mỹ thuật Phật giáo Triều Tiên, hậu kỳ Triều Tiên có rất là đặc trưng so với các cái nét mỹ thuật Phật giáo các thời Sina thống nhất hoặc là Cura, đặc biệt là cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có cái vai chúc ra phía trước, hay là cái nét mà tượng trưng rằng muốn thể hiện cái tư thế là hội nhập Ta Bà, hóa độ chúng sanh trong cái ấn thủ ấn của Ngài. Thủ ấn là độ tận chúng sanh hữu tình, hàng phục ma quân, và cái vai thì nghiêng về phía trước như kiểu là dấn thân hóa độ chúng sanh. Đây là một cái nét rất là đặc trưng, cả ba vị Phật đều có cái nét đặc trưng tiêu biểu như vậy hết. Và cái y phục ở trên người của Đức Phật là di sản văn hóa, ở đây thì còn bảo tồn lại, còn lưu tích ở cái di tích lịch sử, là về khi mà đúc tượng Phật, những cái lời phát nguyện, văn phát nguyện ở di tích lịch sử là mình còn nguyên, là có giá trị. Từ một cái góc sân chùa nhìn ra mà hoa nở rất là thanh bình và tịnh lạc, dù cho là khách thập phương mà đến rất là đông, nhưng mà mỗi góc trong chùa, mà chùa cổ ngàn năm, đều mang cái nét rất là yên bình và tịnh lạc. Quý vị nên đến đây để hành hương chiêm bái. Ở đây là trước Tam Thánh Cát, quý vị, là cũng thờ Đức Phật chính giữa, Bát Đổ Bội Tinh, thần núi, thờ ba vị thần, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa tín ngưỡng dân gian. Từ cái phía này nhìn về cái vách chánh điện, chúng ta thấy có những cái bức bích họa trên chánh điện. Có một cái bức hình mà cô rất là muốn giải thích với mọi người. Chúng ta có thấy cái hình mà đôi bàn chân của Đức Phật và Ngài Ca Diếp về để đảnh lễ đôi bàn chân không? Vừa mới qua lễ Phật nhập Niết Bàn xong, thì hôm trước cô có giảng ở trong cái bài kinh ý nghĩa Phật nhập Niết Bàn á, thì sau khi thân nhục thân của Đức Phật đã được quấn bằng vải vóc và được bỏ vào quan bằng gỗ trầm, bằng sắt, rồi quấn rất là nhiều lớp để chuẩn bị trà tì, thì thắp lửa lên hoài mà nó không có cháy được. Thì tại vì chư thiên biết được là Ngài Ca Diếp đang từ đường xa về, đôi chân trần, để đảnh lễ lần cuối Đức Thế Tôn, cho nên là châm lửa để đốt cái giàn hỏa thiêu thân Đức Phật mà không có cháy. Thì tới khi Ngài Ca Diếp về là Đức Phật đã lộ ra đôi bàn chân để cho Ngài Ca Diếp đánh lễ. Sau đó thì châm lửa thì mới hỏa thiêu được nhục thân của Đức Phật. Nhìn bức hình này ta thấy rất là thương ha. Mình vừa qua lễ nhập Niết Bàn không bao lâu, nên đến chùa nhìn thấy được cái cảnh này thì rất là xúc động. Đây là cái không gian mà chúng ta sẽ bị giới hạn không có vào được. Nhưng mà cũng rất là muốn giới thiệu với quý vị, đây là cái quần thể gọi là Sangha TH, tức là Học viện Phật giáo đó. Nguyên cái khu viên này là cái giảng đường để cho quý sư cô tu tập, cho nên là người ngoài là mình sẽ không có vào được cái khu viên này. Lúc trước sư cô được các sư bà dẫn vào thì có tham dự cái buổi kinh cầu nguyện và được vào cái lớp học của quý sư cô, thì chúng ta sẽ xem video clip mà cái phần tư liệu ha. Chứ còn mà mình đi một đoàn lớn như vậy thì mình sẽ không có vào được cái khuôn viên này. Thì chùa rất là rộng, nhưng mà vì nó là học Phật học viện và thiền viện để đào tạo ni đó, nên là có rất là nhiều khu vực mà sẽ hạn chế khách tham quan. Rồi đây cũng là một cái khu vực cái gọi là cái nhà ăn của Wisco đó, thì mình sẽ cũng không vào. Rồi chúng ta sẽ đi một đoạn lên tháp, lên phù đồ ha. Chúng ta thấy suối rất là trong. Đây cái đoạn này còn chưa đẹp mấy, đoạn ở phía dưới là đẹp khủng khiếp luôn. Đó, đường đi nó cứ đẹp như vậy nè, cho nên là thời tiết đầu xuân nó cũng dễ chịu á, nó không có quá nóng cũng không có quá lạnh. Giờ thì buổi tối với ban ngày, sáng sớm thì nó se lạnh thôi chứ nó cũng không có tuyết rơi được nữa, nên là mình đi hành hương nó rất là thích hợp. Thì từ mùa xuân cho tới mùa thu là cái giai đoạn mà chùa sẽ tăng cường đi hành hương để giới thiệu với quý Phật tử những cái ngôi danh lam cổ tự ở đây. Nhưng qua tới mùa đông mình đi lại nó rất là bất tiện, với lại ví dụ mà bão tuyết đồ thì nó cũng nguy hiểm.
một mình sư cô đi thì không sao, chứ mà dẫn thêm nguyên một đoàn người là cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Trách nhiệm đầu tiên là phải bảo vệ, đảm bảo được cái an toàn cho cả đoàn đó, rồi sau đó mới nói tới những cái giá trị khác. Cho nên là vào những cái mùa mà cái nguy cơ nó cao quá thì mình cũng phải hạn chế đi lại. Với lại cái mùa đông là trời nó mau tối lắm, trời nó mau tối khủng khiếp, tới 4 giờ chiều là nó sụp nắng mất tiêu rồi, là đi về mà không kịp á là nó sụp nắng về nè. Ôi buồn quá, bữa nay cũng không có cho lên tới đây luôn, tại khu vực này bắt đầu vào mùa lễ hội đó, Phật tử ta đi đông quá luôn, cho nên giờ chùa gần như là khóa cửa hết trơn. Không biết làm sao mà cho quý vị vô trong được. Hôm nào mà sư cô phải đi một mình hoặc đi với lại quý hòa thượng, ni trưởng thì mình mới vào bên trong được. Chứ còn mà dắt nguyên bầu đoàn thê tử cả đoàn nhà mình đi thì rất ít có cơ hội là được đi sâu vào những cái khu vực hạn chế người tham quan như vậy. Ui, suối nó cứ lững qua lững quanh, hết bên phải rồi bên trái, chạy quanh tung tăng.